Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư, bao gồm 10 thủ tục hành chính cấp trung ương và 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh. Các thủ tục hành chính cấp trung ương gồm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Trong số 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh thì có 22 thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế, Ban Quản lý thực hiện. Các thủ tục hành chính này đều nhằm mục đích tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động đầu tư của người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư.